Hiện tại thì bọn mình đang ở sân bay của Baltimore ở Maryland để chuẩn bị cất cánh và hạ cánh ở Arizona. Cái giọng của mình nó gãy. Cái giọng của mình nó bể mấy ngày trước rồi, không có hết được. Và đây là Dennis, tour guide của chuyến đi này. Mình không bao giờ mình biết tự đi đâu mọi người, nên lúc nào cũng phải hốt tour guide theo mình mới đi được. Sắp hạ cánh rồi. Sau 4 tiếng rưỡi. Tiếc lỗ tai, bị ù tai. Good morning. Okay, hôm nay là ngày 30 tháng 12, thứ bảy. Ngày đầu tiên mà mình ở Arizona, Phoenix in Arizona. Okay, bây giờ bắt đầu với hành trình đầu tiên, đó là đi ăn sáng. Let's go. Và đây là bữa sáng đầu tiên trong ngày. Cô xin giới thiệu, đây là Sarah and Carmen. Yes, sẽ đồng hành cùng bọn mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Thank you. Đi ăn rồi thì phải có một chút cà phê và trà cho buổi sáng. Thì bây giờ mình đang ở một cái tiệm Regency rất là dễ thương luôn. Cái khu vực của mình rất là ít, rất là hạn chế những cái tiệm cà phê trang trí dễ thương giống như vậy. Và địa điểm tiếp theo của bọn mình tới đó chính là Safari's Friendship Garden. Ok, đi thôi. Mát tới tuần tét. Và đây là sẽ là cái nhà mà bọn mình ở số 4 ngày tới. Thì bây giờ soạn đồ, đi nghỉ ngơi một chút xíu, rồi sẽ bắt đầu bữa tiệc chính của chuyến đi ngày hôm nay. Thì đây là một lễ hội music festival sẽ diễn ra trong 2 ngày. Thì bọn mình sẽ đến đây ngày đầu tiên, và ngày thứ hai sẽ chính là ngày 31 tháng 12, chính là sẽ là ngày countdown. Thì bọn mình sẽ cùng vô để xem coi ở trong đó có gì nhé. Quá đông, quá đông quá. Refill nước vô cái bình này nè, để lấy nước uống, không có khát nước, không có chết khát.
Vâng, nó xến rồi. Thằng này nó xến rồi. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày thứ hai rồi. Lâu quá nó xịn quá. Bây giờ nó hangover rồi. Hai nhỏ bên kia cũng vậy. Ây da trời, ây da, ây da. Ok. Và bây giờ bọn mình đã bắt đầu đi đến ngày 2. Sau sau khi ngủ nướng đến 12:40. Bọn mình đo đợi trước á, nên bọn mình có trước á, nhỏ kia nó đợi lâu quá. Dạ, yeah, nên giờ đoạn nó mới có sao. What we're doing next? Homestay mà mình có hồ bơi. Nhưng mà giờ là 10 độ C hả? Lạnh quá sao mà bơi được. Và sau một giấc ngủ chưa dài ơi là dài, thì bây giờ đó là 7 giờ tối. Và mình cũng bị sửa soạn để cùng đánh mới. Check it out, day 2! Happy New Year! Bây giờ chỉ đợi mấy đứa này uống rượu nữa thôi. Sau đó mình sẽ hướng vào phân sân vận động. You guys ready for the night? Ngày hôm nay còn đông hơn hụ ha đứa mọi người. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng đó, cũng là ngày cao đao. Bây giờ là 9:10 rồi. Còn 2:50 nữa thôi. Ừ, sorry. Wow. Not yet. Khu nghỉ ngơi, chơi game. Trong lúc chờ đến những cái set artist khác mà mình không thích hoặc là mình mệt quá mình nghỉ ngơi, nên mình vô trong đây. Còn 12 phút nữa thôi. Come on, man. Giờ mà mình đã
đến với ngày thứ ba là cũng là ngày năm mới, ngày 1/1/2024 rồi. 2024. Yes, 2024. Khai cuộc bắt đầu với một ngày năm mới thật năng động thôi. 2000 years later. I'll be check. I'll be check. Okay. Đợi cũng được bao lâu rồi? Một tiếng tới nửa tiếng. Trời ơi, nhỏ này người Hoa, người gốc, người Chinese á mà nó biết nói tiếng Việt kìa, ghê ghê. I understand that. I'm a Chinese person but I speak Vietnamese. Wow, right? Nice. Go. 123. Yay, win. Get ready to hiking. Careful. Okay, not too bad. Nhà bọn mình đã đến với một địa điểm cũng khá là nổi tiếng của Phoenix, Arizona. Holy the rock. Oh, one. Oh, my God, be careful. Hey, this is so nice. Thì bọn mình chỉ tới được cái điểm ngay cái chỗ cái hồ thôi. Còn phía trên đó không có kiếm được đường lên. Mặt trời cũng sắp lặn xuống rồi. Mấy người này cũng mệt rồi. Để có thể bỏ cuộc. Có vẻ như là mọi người sau đêm hôm qua chỉ còn khá là kiệt sức. Giờ cầm thêm mới leo núi xong thì bây giờ một đứa rụng, ba đứa xìu rồi. Sau cái này thì chắc bọn mình sẽ kiếm gì đó ăn và sau đó sẽ kết thúc hôm nay. Tự ăn đi. Ngày thứ tư ở Arizona. Và ngày hôm nay đó, bọn mình sẽ phải chia tay với bạn Sarah. Và buổi sáng với bạn comment, và buổi chiều kèm mẹ bạn comment đi. Lấy mẹ tính sao. Là cái buổi sáng của ngày thứ tư rồi. Sau đó bọn mình sẽ đi đến một điểm nữa mà ông nhất thôi.
một địa điểm có khách du lịch ngày hôm nay, Koh Samui. Chiến lãm của đồ cốm kết hợp với đồ đồng để tạo thành những chiếc chuông gió cực kỳ bắt mắt, nó cực kỳ đẹp, cực kỳ nhìn rất là cổ đó, nhỏ mắt lắm. Một cái nhỏ xíu này là 400, lại còn thấy có những cái bự hơn, giá đến tận mấy chục ngàn luôn. Và bây giờ thì bọn mình đã đến với workshop để thu hoạch kim loại dùng để chế tạo ra những vật dụng thủ công mà bọn mình thấy vừa nãy. Thì bước đầu tiên đó chính là thu hoạch kim loại dung dịch nấu chảy từ lò nung. Sau đó người thợ di chuyển dung dịch nấu chảy này đến những cái khuôn mình nghĩ là được làm từ cát và chậm chậm rót vào trong những cái khuôn đó. Rồi từ từ rời dung dịch nguội dần và đông cứng lại thành những miếng kim loại cứng mà mọi người thấy người ta đang thu hoạch. Đến Arizona thì tại sao lại không mang một chút quà lưu niệm về nhà đúng không? Thì là sẵn có Arizona là gì? Sương rồng. Thì có một điều mà đáng buồn đó là Virginia nó có 4 mùa trong năm thì đó là có một điều vui. Nhưng mà bởi vì mùa thu và mùa đông lạnh nó chiếm phần lớn trong năm, nên đó là lý do tại sao mà cây cối và chi nhà rất là khó sống, đặc biệt là cây ngoài trời, cây ở nhiệt đới, cây khí hậu ẩm thì rất là khó sống và tồn tại. Nhưng còn khí hậu Arizona thì nó khác, đặc biệt là cái rung động nó. Ok, một điều mà mình rất là yêu thích Arizona đó, chứ bữa giờ mình không có thấy cái gì để thích. Cây quýt nè, wow. Ok, đi thôi. Last dinner. Arizona có xe cổ cây kìa mọi người ơi. Đây bên vị trí nhà không có. Ooh, yes. Wow, look at the layer. Ở đây sẽ là bữa dessert cuối cùng. Các bạn comment. Chắc như bọn mình tiện bằng cái nước sân bay. Ba ngày thứ năm cuối cùng cũng đã đến. Sửa soạn, chuẩn bị, dọn dẹp và đi ra khỏi căn nhà đi thôi. Dậy. Goodbye. Rồi, trước khi bắt đầu những chương trình của ngày cuối cùng thì phải có một chút caffeine chứ hả? So, mọi người quay lại cái chỗ Dutch Bro. It's the sticker. And we have free drink. Free drink.
chỉ còn 3 tiếng nữa thôi là bọn mình sẽ đến giờ ra sân bay. Thì đó chính là hole in the wrong. Bọn mình đến vào ngày hôm qua. Thì bây giờ mình quay lại khám phá lại khu vực này thêm một lần nữa để giết thời gian trước khi kết thúc chuyến đi này thôi. Cái chỗ đó là Hole in the Rock mà mình dừng lại vì hôm qua có hai bé kia nó mệt rồi, nó không có đi nổi nữa. Còn hôm nay chỉ có hai đứa này rồi nên mình bắt buộc nó phải leo lên trên đỉnh trên kia mình mới chịu. Wanna go up here? Mình cũng đã lên tới đỉnh rồi. Trời mắt sợ té thế mẹ. Giả xe rồi đi đến sân bay rồi. Thì còn một tiếng nữa là lên máy bay. Giờ lại vừa chia nhà thôi. Nhớ vừa chia nhà rồi. Đã lên máy bay rồi. Giờ cũng đã tối, 3 giờ sáng mới giờ tới nhà rồi. Thì bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở chuyến bay lần sau. Bye bye.